Cô xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi học bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu học thôi. A A A A A A A A Ơ Ơ Ơ Ơ Bờ 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 Cờ 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 Giờ 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 Đờ 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 G G G G H H H
Hờ. Y. 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 K. 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 L. 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 M. 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 N. 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 A. 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 O. 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 A. 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 Ba. 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 Quy. 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 R. 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 Sha. Sha.
Sờ. Sờ. Tờ. 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 U. 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 Ư. 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 Vào. 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 Sờ. 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 Y. 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 Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!